quý ông bà, cô chú, anh chị có thể mua ủng hộ giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Quý ông bà mua mộ ông hộ ba ông cháu giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Thưa cô bác, trên tay của các em là những cái chai mật ong mà được ba ông cháu là lên trên rừng kia để lấy về cô bác. Cháu được xin chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh bạn em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hôm nay thì cháu được lại tiếp tục là lên trên nhà của em Quân và chia sẻ những cái thước phim về cái hoàn cảnh và cuộc sống của em Quân cho tất cả cô bác anh chị là cùng biết. Trong thời gian qua thì phải nói là cảm ơn tất cả các ông các bà, cô chú, anh chị đã quan tâm tới hoàn cảnh của em Quân và ông bà cô bác. Quân thì hôm qua nhà của em ấy thì gặt lúa cô bác và phơi ra, thì vừa rồi cháu Đức điện cho em ấy thì em bảo là đang ở ngoài ruộng để gom thóc hay sao cô bác, xong là để ngày mai tuốt, sợ là đêm nay sẽ mưa ấy. Em Quân thì đang mệt mỏi là thu gom lúa để ngày mai là tuốt này. Ở đây thì vừa rồi cháu Đức điện cho em ấy thì mới biết là em đang thu hoạch lúa ở đây này cô bác. Em chào anh ạ. Rồi, anh chào Quân nhá. Em với bà ra đây làm à? Bé Hiếu thì đi đâu rồi? Ngủ rồi ạ. Bé Hiếu ngủ à? Bé Hiếu thì ngủ rồi. Bé Hiếu ngủ thì bà mới ra đây để gom lúa được nhỉ? Chỗ này là của nhà em à? Rồi. Con chào quý ông bà, cô chú, anh chị ạ. Đây rồi, bảo bà ngồi nghỉ là uống nước đi. Đấy, vừa rồi thì anh cũng biết là em đang với bà ra đây gom lúa để anh mua nước lên một chút. Vâng. Ra đây từ mấy giờ rồi? Từ 2 giờ rồi. Từ 2 giờ rồi à? Vâng. Mất 3,5 em. Chỗ này thì ngày mai là được tuốt à? Vâng ạ. Gom thành một đống rồi thì ngày mai sẽ dùng để tuốt cô bác. Sợ là đêm nay sẽ mưa. Sợ là đêm nay mưa à? Vâng ạ. Một cái cậu bé mà năm nay 12 tuổi cho cô bác, biết làm rất là nhiều công việc luôn cô bác. Bây giờ nếu mà em ấy không có làm thì không có ai để mà làm nữa. Đây thì hôm qua là cùng bà ra gạt à? Vâng ạ. Thế hôm nọ thì Quân là đi làm thuê cho các bác để mà buộc được những cái bó rơm như này cô bác này. Bây giờ thì trời còn đang khá là nóng này. Bà thì năm nay được 77 tuổi rồi cô bác, nhưng mà vẫn phải miệt mài là đi vào ruộng để cùng em Quân thu hoạch được những cái hạt lúa về tới nhà được. Nhà em Quân thì chỉ có một thửa ở đây thôi bác, một thửa ở đây là trải dài đến kia thôi. Xung quanh nhà hàng xóm của em Quân thì ai cũng là đều gạt hết rồi, chỉ có mỗi là gia đình của em Quân là chưa được gạt và chưa được thu đâu. Hôm qua thì bao cháu là gạt hết một ngày à Quân? Vâng ạ. Còn nhà em Quân thì được nằm ở tít phía bên kia này cô bác này. Đấy, ở đằng sau, ở gần cái ngôi nhà mà có cái mái tôn xanh xanh một chút đấy. Năm nay thì có tốt hơn năm trước không? Năm nay cũng mất mùa. Năm nay mất mùa à? Vâng. Có những cây lúa thì nó đã bị héo hết cả đi rồi cô bác này. Có những cái cây lúa cháu Đức thấy là hạt thóc nó rất là đều đặn, nhưng mà những cái sợi hạt thóc này có rất là ít. Hạt thóc có rất là ít trên bông nó ấy. Nhà em là từ cái chỗ thửa to to này à? Vâng. Thửa to này ra bên kia à? Vâng.
Đấy, còn ở phía bên kia thì các cô bác ở trên kia thì cũng gặt khá là nhiều này cô bác này. Đấy, và nói là đến mùa gặt thì ai ai cũng, nhà nào cũng đều tấp nập và bận rộn để gặt và để thu được những cái hạt thóc này về tới nhà. Bà thì vẫn còn rất là chăm chỉ làm ấy cô bác. Bà thì vừa kể với cháu Lực rằng là bà đang bị đau lưng cô bác, nhưng mà không nỡ để cho em Quân là ra đây để gõ một mình cô bác. Thật sự ra nếu mà để ra đây để cho em Quân mà ra đây gõ một mình thì không biết là hôm nay thì em có gom hết không. Đây thì đang là buổi chiều rồi, buổi chiều thì hai bà cháu ở nhà không có làm công việc gì cô bác thì ra gom, còn là cỏ thì là ông ở nhà thì ông đi lấy rồi. Bà thì có rất là tội luôn cô bác. Đáng lẽ ra là tầm tuổi bà thì đã được nghỉ ngơi rồi cô bác. Bà thì nhìn vào cái dáng người của bà có vẻ là cũng yếu rồi cô bác, chứ bà được khỏe nữa. Không biết là có một số cô bác theo dõi sau những cái thước phim mà cháu Đức ở đây thì có một số ở đây thì có một số cô bác cũng có theo dõi sau về cái hoàn cảnh và cái cuộc sống của em Quân thì cho phép cháu Đức xin được phép là tóm tắt lại thêm một chút cô bác. Em Quân thì năm nay được 14 tuổi và hiện tại thì em chỉ ở với ông bà thôi cô bác. Bố của em thì không may đã mắc phải một cái căn bệnh mà phải nói là hiểm nghèo cô bác, mất đi rồi. Và mẹ của em Quân cô bác theo như bà kể lại với cháu Lực rằng là em ấy vừa mới sinh ra được 40 ngày thôi thì người mẹ đã bỏ em Quân và đi sang bên Trung Quốc. Như này thì ngày mai là tuốt ở Quân. Vâng. Thế sao không để là để cho nó phơi đi, để cho nó khô hẳn? Sợ tối nay trời mưa. Sợ tối nay trời mưa à? Cho nên là mình bây giờ mình phải gom lại à? Vâng. Vác một bó lúa mà to hơn cả người của mình luôn.
Ở đây thì em ấy với lại bà thì xếp hết ra đây, xong là một tí nữa thì sẽ dùng cái tấm bạt này của bác này để phủ lên trên. Đấy, trời vẫn còn đang rất là nắng nhưng mà hai bà cháu vẫn miệt mài để thu hoạch lúa này. Cả gia đình của em Quân là khắc làm thôi, và đến ngày mai thì tuốt lên đấy thì Quân sẽ là đi gọi đi nhờ các bác, các anh ở xung quanh hàng xóm của em Quân đấy các bác để về gia hộ. Ở đây thì không phải là nhờ người ta không đâu, mình vẫn phải đi trả công nữa. Bà thì gom lại thành một bó để cho em Quân là em ấy vác ra bên kia của bác để chất lại thành một đống, để xong là ngày mai tuốt, là sợ là đêm nay trời sẽ mưa đấy, cho nên là em Quân với bà là phải làm như vậy này cô bác này. Một mình em Quân thì vác ra xếp bên kia là được một đống, phải nói là rất là lớn rồi cô bác. Đấy, còn ra phần phía bên kia thì rơm này thì các bác cũng tận dụng lại về để ở nhà mấy nữa đến mùa đông là cho trâu, cho bò và ăn. Như Quân thì rơm này mấy nữa mình có mang về không? Có. Có à? Vâng. Hôm đó em bảo là một phần là để bán và một phần là mang về à? Vâng. Ở đây chứ mẹ. Còn bên trên thì là của một bác là tít trên gần sáng kia của bác này, ra bên này làm ruộng. Đấy, hai bà cháu là chỉ có khác là tự làm với nhau thôi cô bác. Mệt thì ngồi nghỉ, hết mệt thì lại tiếp tục làm. Đấy, bây giờ thì mặt trời cũng đã xuống núi một chút rồi, cũng dần dần là không có nắng cho lắm rồi. Bây giờ bé Hiếu thì đang ngủ ở trong nhà, không có ai trông cả cô bác ạ. Tranh thủ là bé Hiếu đang ngủ thì bà ra bên này để cùng em Quân phụ em Quân làm một cái cậu bé mà năm nay mới có 12 tuổi thôi cô bác. Phải thật sự là nói là em Quân rất là cố gắng cô bác ạ. Nói là một cái cuộc sống như vậy thì không có ai muốn cả, nhưng mà bây giờ em Quân rơi vào một cái hoàn cảnh như này, không bố không mẹ, rất là may mắn khi đó trong đó em Quân còn có ông bà nữa, là người thân cuối cùng của em Quân đúng không bác. Hôm nay thì đi thì một mình cháu Lực tự có đi cả thôi cô bác. Bây giờ thì cháu Lực sẽ không có ghi hình thêm nữa. Cháu Lực sẽ phụ em Quân với lại bà một chút nữa để hộ em Quân là bê những cái bó lúa này ra bên chỗ em Quân kia để mà xếp, tránh là trường hợp là đêm nay mà nó mưa thì sẽ hỏng hết cả một vụ của em Quân với lại gia đình của em Quân đâu cô bác. Vụ trước, vụ năm nay đang làm thì còn có người bố gửi tiền về để phụ, nhưng mà từ nay
cho đến cuối đời thì không có bố để mà gửi tiền để mà phụ cho em Quân đúng không bác? Bây giờ thì mọi cái thì em ấy tự làm hết cả. Và qua cái thước phim này thì cho cháu Đức xin được nói lại về cái phần khoản ngân hàng của em Quân một chút cô bác. Là đúng là cái sự thật là em Quân đang bố của em Quân vay về thì vay để mua trâu này, xong lại sửa lại nhà một chút. Trước kia thì bố em Quân vẫn đóng lái hàng tháng đều cả thôi cô bác. Nhưng mà do là không may bố là cũng biết là mình có một cái căn bệnh như vậy thì có nhắn nhủ với em Quân là bố đã nợ ngân hàng một số tiền rất là lớn rồi. Bây giờ thì bố không có còn nữa, thì cái khoản ngân hàng đấy thì để lại cho em Quân với lại ông bà để mà gánh vác thôi. Bây giờ thì phải nói là ông bà thì không còn có đủ sức khỏe và đủ cái khả năng để mà chi trả được cái món nợ lớn như vậy nữa. Mọi cái bây giờ thì đều phụ thuộc vào em Quân cả thôi cô bác ạ. Nói là rất là tội cho em Quân luôn. Rơi vào cái hoàn cảnh như vậy thì cháu Lực thấy em Quân cũng không có than thở gì cả cô bác. Chỉ có trách là cái bản thân của mình lúc mà bố bị như vậy không có tiền để mà lo được cho bố, để chạy chữa được cho bố cô bác. Nói là căn bệnh như vậy thì rơi vào hoàn cảnh nào thì cũng không sớm là muộn thì cũng sẽ mà ra đi cả cô bác. Đấy, còn bây giờ thì cháu Đức sẽ hộ em Quân với lại bà là phụ giúp bê và gom lúa lại để xếp ra bên kia nữa. Sau một khoảng thời gian mà cháu Lực cùng với lại em Quân với lại bà thu dọn thì bây giờ thì mới hết đến có một nửa thôi cô bác ạ. Đấy, bây giờ thì mặt trời thì lặn hết rồi cô bác. Nhìn xa xa thì có vẻ là còn một chút về hoàng hôn cô bác. Nhìn trong vào cái đám mây đen mà mặt trời nó chiếu lên trông rất là đẹp cô bác. Một cái màu mà nó như kiểu là hình thành lên một ngọn lửa gì đấy cô bác ạ.
ở dưới kia là bà con cũng đang tấp nập là thu dọn rơm về dự trữ là đến mùa đông này cô bác này. Cái máy tuốt này là hôm qua đi mượn về đấy à Quân? Vâng. Nhưng mà để đây thì đêm có sợ mất không? Không ạ. Không à? Vâng. Chỉ sợ là mất cái máy tuốt này thì máy tuốt này thì rất là đắt hay sao đấy? Vâng. Mượn của nhà chú thôi. Như ở trên nhà em Quân thì Quân còn đi mượn cái máy tuốt về ấy, cô bác. Trên cái chỗ gần nhà hàng xóm của em Sử ấy, cái video trước thì cháu Lực cũng đã ghi hình lên cho cô bác cũng biết rồi, rằng là bà con ở trên đấy làm hoàn toàn là bằng thủ công hết cả cô bác. Như ở phía nhà của chú em Quân này đang làm thì gọi là có một cái máy tuốt thôi, cũng chẳng có cái thêm những cái vật dụng thủ công gì để mà những cái vật dụng gì máy móc lớn để làm cả cô bác. Mặc dù cái chỗ đồng ruộng này nó rất là có vẻ là cái thửa ruộng này rất là lớn, nhưng mà bà con không thể nào mua được những cái máy gặt về để làm cả cô bác ạ. Đấy, ở trên này thì bây giờ các cô bác thì cũng đã gom hết cả rơm ra rồi và dùng bạt để mà che lên, sợ là đêm nay sẽ mưa lớn đấy cô bác. Bây giờ như nhà em Quân mà không có thu hết thì sợ đêm nay thì sẽ mưa lên và hỏng hết cả cái vụ mùa của gia đình em Quân cả cô bác. Như ở phía phần bên trên thì cháu Lực cũng nhìn thấy có đám mây đen rất là nhiều này cô bác này. Thì bây giờ thì chắc chỉ làm bây giờ thì chắc làm tầm độ 30 phút nữa thì cũng sẽ di chuyển là đi về nhà được cô bác. Tại thời điểm hiện tại thì cũng là muộn đấy cô bác, cũng là hơn là 5 giờ một chút rồi. Cái mùa này thì đang là mùa gặt ở trên bà con nên cô bác, hầu như là nhìn ra cái cánh đồng ruộng nào thì đều thấy người ở trên đấy này. Bé Hiếu thì giờ đang dậy rồi cô bác, đang chơi ở dưới nhà kia, chơi với lại một cái bạn nhỏ nào đấy đang chơi ở kia. Giờ thì cũng khá là tối rồi cô bác này. Thì bây giờ thì chắc là mấy anh em chỉ dọn là một chút nữa thôi, chỉ gom lại một chút nữa thôi thì cháu Lực cũng sẽ di chuyển là đi về nhà thôi cô bác. Này bây giờ thì dùng bạt để phủ lên à? Kéo kéo bạt ở dưới lên à? Đây, bây giờ hầu như là các bác xung quanh này thì đã về hết rồi, chỉ còn mỗi là gia đình của em Quân. Chỉ còn mối là em Quân với lại bà ở lại mà làm thôi cô bác. Cái chỗ này thì nếu mà để mà gom thì chắc là phải hết phải một ngày thì mới gom hết được. Đây thì bà thì cũng chẳng làm có nhanh nữa, chỉ mình bà gom và em Quân là đi là vác về xếp đây thôi cô bác này. Hiện tại đất của nhà em Quân, hiện tại ruộng của nhà em Quân chỉ có một thửa này với lại trải ra phần phía thửa bên kia thôi cô bác này. Cái chỗ mà chưa có gom lúa lại cô bác chỉ còn là như vậy thôi. Bây giờ thì phủ lên chưa? Đây, anh cầm bên này cho. Ôi, vẫn chưa có đủ đâu Quân ơi. Trên này đã che rồi đâu. Ở đây thì còn thiếu một chút ở đây này. Ở nhà thì còn tấm bạt nữa không? Có. Có à? Thế thì một tí lấy ra đậy tiếp này. Đây, lấy ra. Bây giờ chắc phải lấy bạt về phủ thêm ấy. Bây giờ lấy nhổ cái góc rơm kìa. Đấy, nhổ góc rơm ra đắp ở trên đấy. Xong thì một tí nữa quay lại thì dùng bạt để chèn lên trên sau.
Mấy cái chỗ đấy mình để ít đi không được mà. Đấy, một tí nữa mình lại lấy thêm về để mà. Một tí lại một tấm bạt nữa chứ. Nhà thì còn bạt đúng không? Thế bây giờ thì mình cứ em nhổ hết ra để đậy ở trên á, xong không cho nó tấm bạt nó rơi xuống á. Tầm đấy thì mới đủ đúng không? Đây, vừa rồi thì anh Quân vừa mới chạy đi mượn một cái bác ở bên kia ra để mà phủ của bác ạ. Đấy, để bên này. Đấy. Đây, mình phủ ở chỗ này từ, nó phải kéo cái bên này đấy. Như này thì nó mới không có ướt hết được. Thế bây giờ thì nhổ cái đất kia ra đắp thôi. Bà thì đi về trước của cô bác. Bà thì một cái dáng người mà rất là nhỏ này cô bác này. Đi tít tít ở bên kia này. Ông thì ở nhà là nấu cơm chờ em Quân với lại bà rồi. Vừa rồi thì ông cũng có đi ra bên này và cùng là thu hạch lúa này một chút này cô bác này, gom lúa cùng nhau gom lúa một chút, nhưng mà ông bảo Quân bảo ông về nhà trước để nấu cơm đợi em Quân. Hôm nay vác như này thì có mệt không Quân? Không mệt mấy đâu. À? Không mệt mấy đâu. Không mệt á? Vâng. Vác lúa cả ngày như này không mệt à? Vâng. Nhổ được không? Ở trên vùng cao này thì vào thôn các bác thì để máy tuốt như này thì cũng không có sợ mất đâu. Lúa thì gom lại chắc thành đống như này thì cũng không sợ. Trước kia thì đã từng ai bị mất thóc phơi ra như này chưa? Rồi. Rồi á? Vâng. Thế bây giờ không có chuyện đấy không xảy ra à? Vâng. Lâu chưa? Lâu rồi. Lâu. Vâng. Anh nghĩ là nếu mà có gió to là nó thổi ấy đấy. Éo còn mạ. Làm như này thì để phòng tránh trường hợp như này. À, để phòng tránh trường hợp là nó mưa quá. Nó mà không có mưa thì không có sao. Nếu mà nó mưa một cái thì hỏng hết luôn cả cái vụ mùa của năm nay gia đình nhà em Quân đúng không ạ? Có thể nếu mà không mưa phơi như này thì được 10 bao thóc, nhưng mà mưa xong thì chỉ có lấy lại được 8 bao thôi, mất đi 2 bao rồi. Được.
Bây giờ xong chưa? Xong rồi đấy chưa? Xong rồi ạ. Đấy, bây giờ thì hai anh em là cùng xé là đi về thôi cô bác. Và cháu Lực cùng xé di chuyển là đi về nhà của cháu Lực thôi. Thì sợ một tí nữa là muộn quá thì đường đi nó khó khăn cô bác. Bây giờ thì đi vào đường nào? Đi đường này. Đi đường này à? Vâng. Thôi, bây giờ thì hai anh em sẽ đi về nhà thôi. Mà video hôm nay thì lên cháu Lực chỉ muốn ghi hình lại rằng là nhà em Quân thì cũng có một chút ruộng đất này. Và năm nay thì gia đình của em ấy thu hoạch thì được bao nhiêu thóc của bác nhá. Thế ngày mai thì là sẽ tuốt rồi đúng không? Vâng. Ngày mai thì có ai ra hộ không? Mai chắc là có 2-3 người. Có 2-3 người thôi à? Vâng. Ồ, thì chỗ này thì cũng anh nhìn thấy thì cũng chẳng có nhiều đâu. Vâng. Chắc chỉ rơi vào tầm được 10 bao thóc thôi nhỉ? Vâng. Hay. Thế còn cái thước phim hôm nay thì cháu Lực cũng xin được kết thúc ở đây thôi cô bác. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bạn Em. Xin chào cô bác anh chị. Con kính chào quý ông bà, cô chú anh chị ạ.